thì chúng ta cầm cà phê cặp cả. Trời ơi. Nay bày đặt cà phê cặp. Trời ơi. Hôm nay ba anh em mình chắc phải 4 5 năm rồi ấy nhỉ. Thì hôm nay tôi mang theo cái loa nhỏ. Anh em mình có bài hát thì mỗi người gửi tặng nhau một bài nhé. Hôm nay tôi hát trước. Thôi cứ để cho ca sĩ hát trước đi nhờ. Hôm nay tôi hát trước nhá. Tôi sẽ gửi tặng anh em bài một sáng tác của Trương Duy Hùng. Bài tiền là cát bụi. Anh em nghe nhá, vỗ tay rồi cái, vỗ tay to to cái thế nào. Ôi trời ơi. Phải là tiền mà lắm kẻ đào điên, mà lắm người ưu phiền. Tiền có phải xa hoa mà lắm kẻ điêu ngoa, bỏ tiền đổi có thành không. Tiền như gió qua miền, như mây qua núi, như thuyền qua sông. Tiền khi có trong tay phải biết sống thẳng ngay, giúp người qua cơn muộn phiền. Đừng lừa dối phân ly, đừng trọng phú khinh khi những ngày gian khó còn nhau. Tiền tuy cao sang nhung lụa, nhưng ta không thể bỏ tiền mua nghĩa tình. Rồi một ngày ta phải đi xa, trở về cát bụi là nhà, cát bụi là ta. Mấy ai tìm bước chân qua, mấy ai còn mong nhớ về ta. Làm người xin giữ lòng nhân, không ai giàu ba họ, không ai khổ ba đời. Đừng vì một phút sân si mà gieo cánh biệt ly, để đời mang tiếng thị phi. Làm người xin nhớ cho rằng, chữ tâm mới đáng để ngàn đời luôn khắc ghi. Khi có trong tay phải biết sống thẳng ngay, giúp người qua cơn muộn phiền. Đừng lừa dối phân ly, đừng trọng phú khinh khi những ngày gian khó còn nhau. Tiền tuy cao sang nhung lụa, nhưng ta không thể bỏ tiền mua nghĩa tình. Rồi một ngày ta phải đi xa, trở về cát bụi là nhà, cát bụi là ta. Mấy ai tìm bước chân qua, mấy ai còn mong ta. Làm người xin giữ lòng nhân, không ai giàu ba họ,
không ai khổ ba đời. Đừng vì một phút sân si mà gieo canh biệt ly để đời mang tiếng thị phi. Làm người xin nhớ cho rằng chữ tâm mới đáng để ngàn đời luôn khắc ghi. Làm người xin nhớ cho rằng chữ tâm mới đáng để ngàn đời luôn khắc ghi. Tiền nó là cái chủ đề của cuộc sống mà.